cửa hàng của mình. Thì có một cái lưu ý nhỏ cho các bạn khi mà các bạn đi nhập hàng trẻ con ấy. Thì như các bạn mới đi nhập hàng trẻ con, các bạn sẽ thường hỏi mình là... Anh Boss Ninh Hiệp đây. Thì hôm nay mình đứng ở cái gian hàng của mình để mình cho các bạn biết là mình đang làm ngành nghề gì. Vì rất nhiều bạn hỏi mình là chị có phải làm kinh doanh ở trong Ninh Hiệp không, mà chị nói về Ninh Hiệp nó sát thế, nó thực tế thế. Thì đây chính là cái cửa hàng của mình. Thì có một cái lưu ý nhỏ cho các bạn khi mà các bạn đi nhập hàng trẻ con ấy. Thì như các bạn mới đi nhập hàng trẻ con, các bạn sẽ thường hỏi mình là em thấy ở trên thị trường có cả cặp hóa cho trẻ con, cặp chun cho trẻ con, nhưng mà em đang đắn đo là không biết nên lấy cặp hóa hay cặp chun cho nó hợp lý. Thì thực ra các bạn cứ lấy đủ các loại mẫu đi. Ví dụ cái cặp hóa của trẻ con ấy, nó sẽ có như thế này. Đấy là có loại chun đang dán bên trong. Dù nó vẫn là cặp hóa bình thường, các bạn nhìn bình thường nó vẫn là như thế này. Nhưng mà với những cái quần như thế này ấy, vì nó là cặp hóa nên cái việc mà nó cố định trong em bé với cả cái độ mà ở bụng ấy, nó sẽ không được như cái cặp chun bình thường như thế này, đúng không? Vì vậy nhưng mà nó có một cái yếu tố đấy là nó có chun bên trong, đấy gọi là chun tăng giảm. Thì khi mà các bé mặc ấy, các bé vẫn có cảm giác có độ thoải mái. Nhưng mà lưu ý cho những bé mà quần như thế này ấy, thì các bạn nên chọn cho những bé mà gầy gầy một xíu, bụng không nên có bụng cóc, nó sẽ thoải mái hơn. Còn cái yếu tố thứ hai là khi mà quần gặp chun như thế này. Đó, đây mình sẽ lấy một cái quần gặp chun để cho các bạn nhìn đấy. Thì cái chun các bạn sờ nó mềm mại, nó thoải mái như thế này thì là ok nhá. Ngoài ra trẻ con ấy thì thường người ta sẽ phân ra rất là nhiều dòng, ví dụ từ 1 đến 3, từ 3 đến 6, từ 6 đến 10 chẳng hạn. Thì đây là những cái quần mà bên nhà mình là từ 3 tuổi đến 6 tuổi. Đó. Còn với những cái mẫu nhí như thế này thì mình ưu tiên là từ 0 đến 3 tuổi nhá. Đây là những mẫu nhí dành cho 0 đến 3 tuổi và rất nhiều nữa. Nên đây là cái thị trường anh mà mình đang đi theo, nên các bạn có quan tâm gì thì các bạn cứ hỏi mình. Và đặc biệt là ở đây ý, vì mình đi theo dòng thị trường ngách nên có rất nhiều loại quần cho các em bé đến tận 13-14 tuổi. Nên các bạn có gì cứ tham khảo. Ok. Nếu có thắc mắc gì thì hãy comment xuống dưới và đặt câu hỏi.